À, hôm nay mình với Bo sẽ chào mừng mọi người đến với Xe Mình Xe. Hôm nay mình với Bo có mặt tại ngõ studio để thực hiện bản thu của intro phim Biệt Đội Công Lý. Bên đây có Kim Quý tới rồi ha. Đây. Hello mọi người. Ăn gì vậy? Em ăn salad. Nhưng mà khi đó là anh rửa xe đẹp trai ngồi ở vị trí góc máy thế hệ đầu cũng đi em giờ là làm nhạc sĩ rồi chủng lê ra đi dạ. Vô nè. Thế giới còn nhiều điều bất công, xấu xa vẫn cứ đi lòng vòng. Thế thì ai mới là người thực thi công lý đây? Tính toán lý hóa trong tầm tay, đã mưu túc chỉ có xa gì? Gọi là nghề của ta mà. Mau 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 tránh xa, dù đang mưa, dù khó khăn. Thì chúng ta vẫn là biệt đội công lý, dù nắng mưa, dù khó khăn. Thì chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau. Ê, mấy cái câu tim hát vô luôn. À, mấy câu chung cứ hát tới. Rồi, rồi, giờ giờ hát lại mấy câu đó đi ha. Biệt đội công lý, hát tới luôn. Ở khúc đầu nữa. Vậy thì ai sẽ là thực thi công lý đây hát luôn nha. Câu mà thực thi công lý đây, vậy thì ai sẽ là người thực thi công lý là hát luôn. Hello lại kìa. Hello. Rồi, ổn rồi nè. Kim Quý vẫn chưa bị cái này nha, mọi người ơi. Thế thì ai mới là người thực thì chúng ta vẫn là biệt đội công lý. Thì chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau. Khoan từ từ. Thế thì ai mới là người nó thực thi. Ừ đúng rồi, thế thì ai mới là người rồi thực thi công lý hết sau nha. Rồi giờ lại mấy câu đó thôi. Rồi định hình được cái flow mình đó xíu bè nha mọi người ơi, bè mấy căng nha. Và Kim Quý bè nha, Kim Quý bè rất nhiều nha mọi người ơi. Chỉ em bè. Công lý đây. Bói là nghề của ta mà. Mau 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 tránh ra. Rồi nè, hát riêng, hát riêng. Đừng hát chung. Hát chung dễ bị lạc lắm. Ừ. À, cứ hát riêng cái lời của thế mình. Thế thì ai sẽ là, rồi tí nữa là người thực thi công lý đây là hát sau nha. Ok, ok, rồi lại nha. Mới là người bói là nghề của ta mà. Rồi bói là nghề của ta nè. Vẫn là biệt đội công lý, dù nắng mưa,
chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau. Rồi thì chúng ta sẽ sát cánh bên nhau, chị sát cánh bên nhau kéo dài lại xíu nha. Sát cánh bên nhau. Nhau. Thì chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau. Kéo. Okay. Rồi, xong rồi đó. Rồi, giờ là thực thi công lý đây. Chơi. Hai con nữa. Rồi, còn hát. Thực thi công lý. Thực thi công lý nha, hát quãng dưới hay quãng trên luôn anh. Cứ hát hai quãng luôn. Hát hai quãng luôn nha. Bây giờ thực thi công lý trước. Quãng dưới chứ. Lên nổi mà, mấy nốt gì đâu kìa. Công lý đây, thì chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau. Nguyên câu tông cao luôn. Thì chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau. Rồi cái nữa. Con hát cho mở giọng. Hát 70 lần vui nhé. Thì chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau. Rồi lùi lại xíu, vậy à. Nhích làm sao xíu ha. Thì chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau. Ok. Rồi. Bo đã thuốc xong rồi mọi người ơi. Và quý vẫn chưa ăn xong. Trời ơi. À, ăn hai ly luôn nha bạn. Vậy bò luôn tiếp bè luôn đi. Đó, em bè đâu. Đó, không bè dễ mà. Em bây không bè mà. Đâu. Nghe chung bè là. Tại vì ai cũng phải bè hết. Ủa em phải bè hết đó hả? Ừ, đúng rồi. Bè sao nhỉ? Chứ nên anh Dũng xoại cho giống bữa đó. Rồi. Giống bữa anh xoại. Bữa xoại đó. Mọi người ơi. Giống như con bố già nào không hát chung với đám này. Con bố già. Thực thi công lý đây, thực thi công lý đây. Yeah.
không hát ngoài trời luôn. Hát ở dưới á, đoạn này là để trong phim Quý Bè. Ờ. Thành ra mới hát cái quãng đó. Từng thi công ly đây. Trên á thì cháu Quý, cháu Quý, cháu Quý cao mà. Biển đôi công lý. Biển đôi công lý. Biển đôi công lý. Công lý. Tại sao? Đơn giản. Đơn giản nó dây. Rồi. Đơn giản với ông thôi, đơn giản với ông thôi. Mình phải tạo động lực chứ. Tạo động lực. Tạo động lực cho các bạn. Trời ơi mọi người ơi, ở đây có cơ cấu hết nè, không có cơ cấu vô phòng này không làm gì được. Kéo lên. Gạt xuống 2 lần, gạt lên 3 lần, không? Con bắt quạt hết cửa, không có quạt. Mọi người ơi, Kim Quý đã ăn tới cái thứ hai, ly salad thứ hai này nha. Ha. Ok. Thực thi công lý đây. Vô. Ok, cái nữa. Good. Bè mà mấy lần đầu làm được rồi đó. Dài dài xíu ha. Đừng đây. Thi công lý đây. Rồi là kết thúc quá hậu chưa? Mà hát đừng có chuẩn na, nó mắc quá nha. Ok, tiếp. Màu 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 xanh già. Nó cứ hát quả dưới bè của Duy. Rồi lại ha. Có bè có gì mà. Rồi chính để ý cái nhịp luôn nè. Rồi hát bình thường thôi em. Bè chung mà. Màu trắng già. Nhảnh rồi. Xui. Good. Ok, cái nữa. Rồi, cái nữa nha, back up. Rồi, back up là double. Rồi, tiếp luôn. Bữa trước thì Duy đã ăn hành với cái bàn rồi, ra là hôm nay mọi người rất là đỡ ha. Biển đôi công lý. Quảng tám. Biển đôi công lý. Yo. Biển đôi công lý. Rồi cái nữa. Biển đôi công lý. Rồi lại. Biển đôi công lý. Ok. Rồi, để xíu nha. Nóng hả? Còn mẹ kỹ vậy đó. Dù nắng mưa. Dù nắng mưa.
Ok không? Dù nắng mưa, dù khó khăn, dù nắng mưa, dù khó khăn. À, thử nha. Gì luôn ha. Biết đôi công lý dù nắng mưa dù khó khăn. Rồi khó khăn bị tẹt rồi, lại. Biết đôi công lý tròn chữ dù nắng mưa dù khó khăn. Rồi ok cái nữa. Cái nữa là xong rồi tới cái khác. Biết đôi công lý dù nắng mưa dù khó khăn. Ok, cô te luôn. Tiếp luôn. Rồi đó. Nắng mưa dù khó khăn thì chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau. Sát cánh bên nhau. Ok, cái nữa. Sát cánh bên nhau. Rồi, đang nghỉ xíu em. Rồi, hoàn thành. Vậy là xong rồi hả? Rồi, chỉnh micro lùn xuống. Chào Kim Quý vô. Sao, cảm giác như sao? Cảm giác khi bè hát rất vui, rất ngộ, rất lạ. Nó không đó là hên có Duy nha, Duy đợt trước đang hành. Thành ra chỉ kỳ khác thôi. Thành ra chỉ bị hát theo Duy rồi đúng không? Rồi. À, Quý biết chỉnh luôn kìa mọi người. Không dám đâu, kinh nghiệm đầy mình rồi đó. Kinh nghiệm này mình rồi đó, ba đi qua như thồng thu vo rồi. Lát nữa đệm cho bé nó 4 lần lên em bé mưa kìa. Còn nhớ dai ghê. Ý bé là có bao mọi... nhiêu ở đây mà không ai chỉnh giùm em, để em tự chỉnh. Thôi mọi người ơi, số tới đây là kết thúc ha, để mọi người đợi số tiếp theo nhé. Ok, bye bye mọi người.